Xin chào các bạn, hôm nay Sao Việt sẽ hướng dẫn cho các bạn một lệnh vẽ khá phổ biến trong AutoCAD, đó chính là lệnh vẽ hình chữ nhật Rectangle, viết tắt là REC. Để vẽ được hình chữ nhật, chúng ta có thể sử dụng lệnh Line để vẽ. Tuy nhiên, để sử dụng lệnh Line vẽ hình chữ nhật thì chúng ta sẽ mất khá nhiều thời gian và không hiệu quả. Do đó, trong AutoCAD đã có sẵn một lệnh để vẽ nhanh các hình chữ nhật, đó chính là lệnh vẽ Rectangle. Đối với hình chữ nhật, chúng ta sẽ có các trường hợp sau. Trường hợp thứ nhất đó chính là hình chữ nhật bình thường, không bo góc, không vát góc. Trường hợp thứ hai đó chính là hình chữ nhật được vát góc. Ở đây chúng ta có chamfer, đó chính là trường hợp vát mép bốn đỉnh hình chữ nhật. Trường hợp thứ ba đó chính là hình chữ nhật có bo góc. Ở đây chúng ta có fillet, đó chính là bo tròn các đỉnh của hình chữ nhật. Trường hợp thứ tư chúng ta có width, đó chính là thiết lập độ rộng nét vẽ khi vẽ hình chữ nhật. Các trường hợp khác như là elevation, thickness dùng trong vẽ 3D và dimension cho phép nhập chiều dài và chiều cao của hình chữ nhật. Vậy để vẽ được hình chữ nhật trong các trường hợp này như thế nào thì mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi video nha. Chúng ta sẽ đi vào trường hợp thứ nhất, vẽ hình chữ nhật bình thường, không có vát góc, không có bo góc. Vậy để gọi lệnh vẽ hình chữ nhật như thế nào, chúng ta sẽ có hai cách. Cách thứ nhất, chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng vẽ hình chữ nhật Rectangle ở trên thanh công cụ. Khi chọn vào biểu tượng Rectangle trên thanh công cụ này thì AutoCAD sẽ hiện lên hướng dẫn cho chúng ta cách vẽ hình chữ nhật. Vậy để vẽ được hình chữ nhật, chúng ta cần phải chỉ định được hai điểm đầu và điểm cuối hình. Chúng ta sẽ nhấn vào biểu tượng trên thanh công cụ. Vậy là chúng ta đã gọi được lệnh vẽ hình chữ nhật rồi. Cách thứ hai thì chúng ta sẽ nhập lệnh từ bàn phím. Chúng ta sẽ nhập REC, sau đó nhấn Enter. Như vậy chúng ta cũng đã gọi được lệnh vẽ hình chữ nhật. Lúc này AutoCAD sẽ yêu cầu chúng ta chỉ định điểm đầu của hình chữ nhật. Chúng ta chọn một điểm bất kỳ. Tiếp theo, để chỉ định được điểm thứ hai của hình chữ nhật, chúng ta có thể nhập khoảng cách theo phương x. Ở đây chúng ta có độ dài của hình chữ nhật theo phương x là 60. Sau đó nhấn phím Tab và nhập khoảng cách theo phương y. Ở đây chúng ta sẽ nhập 40. Sau đó nhấn Enter. Như vậy chúng ta đã vẽ được hình chữ nhật có độ dài hai cạnh là 60 và 40. Bây giờ chúng ta sẽ đo thử khoảng cách xem có chính xác chưa nha. Chúng ta vẫn còn một cách nữa để có thể nhập tọa độ điểm thứ hai trong vẽ hình chữ nhật. Đầu tiên chúng ta vẫn gọi lệnh vẽ, sau đó nhấn Enter, chỉ định điểm đầu của hình chữ nhật. Sau đó chúng ta có thể nhập tọa độ của điểm thứ hai trong cấu trúc lệnh là A cộng tọa độ x là 60, phẩy tọa độ y là 40. Sau đó nhấn Enter. Như vậy chúng ta cũng có thể vẽ được hình chữ nhật. Bây giờ chúng ta sẽ đo thử khoảng cách xem có chính xác chưa nha. Như vậy chúng ta đã có thể vẽ được hình chữ nhật trong trường hợp 1. Đến với trường hợp thứ hai, chúng ta sẽ vẽ hình chữ nhật có vát góc. Để vẽ được hình chữ nhật có vát góc trong trường hợp này, chúng ta cùng nhập lệnh REC, sau đó nhấn Enter. Ở cách vẽ hình chữ nhật bình thường trong trường hợp 1, lúc này chúng ta sẽ chỉ định điểm thứ nhất của hình chữ nhật. Nhưng ở đây chúng ta sẽ không chỉ định điểm thứ nhất nữa, mà chúng ta sẽ nhìn xuống thanh command line. Chúng ta sẽ chọn vào chamfer, hoặc chúng ta có thể nhấn phím C trên bàn phím. Chữ C là viết tắt của chamfer, sau đó nhấn Enter. Ở đây chúng ta sẽ có hai khoảng vát theo phương x.
và theo phương Tây. Vậy nên chúng ta sẽ lần lượt nhập khoảng vác theo phương X. Ở đây khoảng vác theo phương X là 5, nhấn Enter. Và khoảng vác theo phương Y là 5, nhấn Enter. Lúc này AutoCAD sẽ yêu cầu chúng ta là chỉ định điểm đầu tiên của hình chữ nhật. Sau đó nhập tọa độ của hình thứ hai. Tọa độ theo phương X là 60. Tọa độ theo phương Y là 40. Đó, nhấn Enter. Như vậy, chúng ta đã có thể vẽ được chữ nhật có vách góc với khoảng vác là 5 và 5. Bây giờ chúng ta hãy thử đo khoảng cách xem có chính xác chưa nha. 60. Đến với trường hợp thứ ba, chúng ta sẽ vẽ hình chữ nhật có bo góc với bán kính của cạnh bo là 5. Để vẽ được hình chữ nhật có bo góc, chúng ta cũng sẽ làm tương tự với cách vẽ hình chữ nhật có bán góc. Đầu tiên, chúng ta nhập lệnh REC, sau đó nhấn Enter. Tương tự, chúng ta cũng sẽ không có chỉ định điểm đầu tiên của hình chữ nhật, mà chúng ta sẽ nhìn xuống thanh command line. Lúc này, chúng ta sẽ chọn vào Fillet. Hoặc chúng ta có thể nhập phím F trên bàn phím. F là viết tắt của từ Fillet. Sau đó nhấn Enter. Chúng ta nhập bán kính của cạnh bo. Ở đây bán kính cạnh bo là 5. Nhấn Enter. Và chỉ định điểm đầu tiên của hình chữ nhật. Sau đó chỉ định điểm thứ hai với các thông số lần lượt là 60, 8. Enter. Như vậy, chúng ta đã có thể vẽ được hình chữ nhật có bo góc với cạnh bo là 5. Bây giờ chúng ta sẽ đo khoảng cách xem có chính xác chưa nha. Như vậy, chúng ta đã vẽ được hình chữ nhật có bo góc với cạnh bo là 5. Một ví dụ tiếp theo về vẽ hình chữ nhật có bo góc. Ở đây chúng ta sẽ thấy chiều rộng của hình chữ nhật là 40, tương đương với đường kính của đường tròn là 40. Vậy nên bán kính của cạnh bo lúc này sẽ là 20. Đầu tiên chúng ta vẫn nhập lệnh REC, sau đó nhấn Enter. Chúng ta sẽ nhập F, tương ứng là Fillet và vẽ hình chữ nhật có bo góc. Chúng ta sẽ nhập bán kính của cạnh bo là 20, sau đó nhấn Enter, chọn điểm đầu tiên của chữ nhật. Sau đó lần lượt nhập tọa độ đỉnh thứ 2, 60, 8, 40, Enter. Tiếp theo chúng ta sẽ đo khoảng cách độ dài xem có chính xác chưa nha. Sẽ là 20. Đến với ví dụ tiếp theo, chúng ta có hình chữ nhật như thế này. Ở đây chúng ta thấy hình chữ nhật này có chiều dài cạnh là 160 và 80, và hình chữ nhật không có bán góc, không có bo góc. Đầu tiên chúng ta vẫn nhập lệnh REC, sau đó nhấn Enter. Một lưu ý nhỏ là sau khi chúng ta vẽ hình chữ nhật vách góc và bo góc thì AutoCAD sẽ lưu lại lệnh chúng ta vừa vẽ. Vậy thì để thoát lệnh này như thế nào, chúng ta vẫn sẽ chọn vào lệnh vách góc hoặc là bo góc ở đây. Sau đó chúng ta sẽ nhập độ dài cạnh vác là 0 hoặc là độ dài cạnh bo là 0. Nhấn Enter. Chúng ta vẫn tiếp tục chỉ định điểm đầu tiên của hình chữ nhật. Sau đó chỉ định điểm thứ hai
với tọa độ lần lượt là 160, 8, 80, Enter. Như vậy chúng ta đã có thể vẽ được hình chữ nhật. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng lệnh line để hoàn thiện hình chữ nhật này. Ta gọi lệnh line bằng phím R nhấn Enter. Sau đó chọn và nối các đỉnh lại với nhau. Khi gọi lệnh line thì AutoCAD với chế độ truy bắt điểm sẽ tự động bắt được trung điểm cho chúng ta. Cuối cùng chúng ta sẽ đo lại khoảng cách. Đến với ví dụ tiếp theo, chúng ta sẽ có một bài tập về hình chữ nhật, hình tròn và đa giác nội tiết đường tròn. Đầu tiên chúng ta sẽ có lệnh vẽ hình chữ nhật REC, Enter. Chọn điểm đầu của hình chữ nhật, sau đó chọn tọa độ hai cạnh với tọa độ x là 100, tab tọa độ y là 100, Enter. Ta sẽ đo khoảng cách của hình chữ nhật. Ở đây chúng ta thấy độ dài cạnh của hình chữ nhật là 100. Vậy thì khoảng cách từ tâm cho đến cạnh của hình chữ nhật sẽ là 50. Cho nên bán kính của đường tròn sẽ là 50. Để vẽ được đường tròn, chúng ta sẽ sử dụng lệnh circle. Chúng ta sẽ nhập phím C trên bàn phím nhấn Enter. Sau đó chọn tâm và nhập bán kính là 50, Enter. Chúng ta đã vẽ được đường tròn có bán kính là 50. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ đa giác nội tiết đường tròn. Để vẽ được đa giác, chúng ta sẽ nhập lệnh PL nhấn Enter. Sau đó nhập số cạnh của đa giác là 4, Enter. Chọn vào tâm của đa giác. Ở đây chúng ta sẽ chọn is right, đó chính là đa giác nội tiếp đường tròn. Và nhập bán kính là 50, nhấn Enter. Như vậy chúng ta đã vẽ được đa giác nội tiếp đường tròn. Tiếp theo sử dụng lệnh line để hoàn thiện hình vẽ. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với ví dụ vẽ đa giác 6 cạnh khi biết độ dài của một cạnh là 60. Đầu tiên để vẽ đa giác, chúng ta sẽ nhập lệnh polygon PL, Enter. Sau đó chọn số cạnh của đa giác là 6, nhấn Enter. Để vẽ đa giác khi biết độ dài của một cạnh thì chúng ta sẽ chọn vòng A. Sau đó chọn điểm đầu của đa giác và nhập độ dài của cạnh là 60, nhấn Enter. Ở đây chúng ta sẽ thấy có hai đa giác với số cạnh là 3 cạnh và là đa giác nội tiếp đường tròn. Chúng ta vẫn sẽ nhập lệnh polygon và nhập số cạnh là 3, nhấn Enter. Sau đó chọn tâm của đa giác, chọn inscribe. Tiếp theo chúng ta sẽ
sẽ có lệnh line để nối các đỉnh đối diện ra nhé. Cuối cùng chúng ta sẽ đo lại khoảng cách độ dài cạnh đa giác. Như vậy là chúng ta đã hoàn thiện được các bài tập với lệnh vẽ hình chữ nhật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đến với Tin Học Sao Việt để có thể học được nhiều kiến thức hay và bổ ích hơn nhé.